Cộng hòa Séc đã hoàn tất tiến trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu EP khi toàn bộ 14.800 điểm bỏ phiếu của nước này đóng cửa vào lúc 14 giờ theo giờ địa phương ngày 8 tháng 6. Thông tin sơ bộ cho thấy tỷ lệ cử tri Séc đi bỏ phiếu cao hơn cuộc bầu cử EP năm 2019, vốn chỉ đạt gần 29%. Cụ thể, tại nhiều khu vực bầu cử ở thủ đô Praha, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 40%. Ở thành phố lớn thứ hai của Séc là Brno, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng đạt trên 30%. Còn tại khu vực Nam Bohemia, tỷ lệ giao động từ 30 đến 36%. Trước cuộc bầu cử, Tổng thống Séc Pavel cho rằng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên 30% là một thành công của nước này. Tổ chức hợp tác kinh tế gồm 8 quốc gia đang phát triển là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ai Cập, Nigeria, Bangladesh, Indonesia, Malaysia và Pakistan, viết tắt là D8, hôm qua đã nhóm họp bất thường tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại giải Gaza. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, cuộc họp nhằm góp thêm tiếng nói ủng hộ đối với nỗ lực của Palestine hướng tới một nhà nước độc lập và có chủ quyền. Ông Fidan đồng thời nhấn mạnh cần ngừng ngay lập tức cuộc xung đột ngày một leo thang giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza. Cảnh báo cuộc chiến này hiện đã không còn là cuộc chiến giữa Israel và Hamas nữa, mà là một thách thức toàn cầu. Xung đột leo thang đang làm gia tăng các mối đe dọa trong và ngoài khu vực. Những sự cố gần đây ở biên giới Ai Cập-Liban hay cuộc tấn công vào khu vực lãnh sự quán Iran ở Syria là những minh chứng cho thấy tác động lan tỏa của cuộc xung đột tại khu vực.